Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hôm qua thì chúng ta đã trải nghiệm được sức mạnh của chú trời Enel rồi ha. Và cũng như tìm được một cái con thuyền khá là mới để chúng ta có thể làm nơi định cư. Cũng như là trong tương lai mình sẽ xây một cái kiểu như là ký hiệu cho cái băng hải tặc của mình. Cái thuyền này cái bồn khá là to nên mình có thể làm được một cái ký hiệu của băng hải tặc riêng á. Cũng khá là ok la nha. Được, đó là kế hoạch sắp tới. Còn bây giờ thì để ăn tăng gia cái thuyền mới thì mình sẽ có cái chuyên mục mở rương trái quỷ. Mình gom được khá là nhiều rương trái quỷ, bao gồm là 5 gương bằng gỗ và một rương vàng thôi. Tuy không nhiều lắm nhưng mà mình nghĩ là đủ để chúng ta mở trong cái dịp ăn tăng gia này. Và hy vọng rằng trong cái dịp mở này thì chúng ta sẽ mở ra thêm nhiều trái quỷ mới nha. Rồi, và bây giờ thì bắt đầu với cái rương đầu tiên. Ôi, ăn tân gia mà bị trùng trái quỷ rồi. Chưa gì là mình đã bị trùng trái đầu tiên rồi. Trái Bari Bari Nomi á, đây là trái mình đã từng ăn rồi. Khá là ổn luôn. Rồi, tiếp theo không sao, mình vẫn còn nhiều câu hỏi lắm. Ở kìa, lại thêm một trái hệ Paramecia nữa. Đó chính là trái Chiyu Chiyu Nomi á. Ok, cũng được đây. Ôi, cái trái này có vẻ thiên về hồi phục nè. Mình thấy nó có Healing Touch. Wow, cũng được, nhưng mà vẫn chưa có những trái nào quá là đặc biệt á. Tiếp tục mở gương gỗ nào. Lại trái cụ rùa rồi luôn, chiếc này ăn tăng gia không vui rồi. Mở bị trùng cả đống luôn. Ăn tăng gia gì là chất quốc rồi á. Lại nè, thêm một rương gỗ nữa rồi, xong luôn rồi. Chiếc này ăn tăng gia bất ổn rồi, bị trùng nãy giờ là 4 trái rồi đó. Mới đi nào. Trời ơi, nó tức á. 5 rương rồi, bị trùng hết luôn. Chẳng lẽ cái rương vàng này mà trùng nữa sao? Sao mà trùng được? Chẳng lẽ mình xui tới vậy? Đúng rồi, mình không xui như vậy đâu. Cái rương vàng cuối cùng thì cho mình trái Juicy Juicy Nomi. Wow, được nha, đây là một trái mới hoàn toàn. Cái họa tiết của nó thì khá là giống trái Barry nhưng mà màu thì khác một tí. Là một trái quỷ mới nha, rương vàng có khác. Được, ít ra cũng được một trái quỷ mới rồi. Và ngày hôm nay thì chắc mình cũng sẽ đổi phong cách chiến đấu đi, vì mình sẽ cố gắng luyện cái loại haki vũ trang mà bọc vô cái cánh tay hoặc là vô cơ thể trong ngày hôm nay á. Cái đó thì chắc phải rèn luyện bằng cách chiến đấu bằng tay không rồi, nên mình sẽ quay trở lại với phong cách chiến đấu cú đấm này. Tiếp tục cái hành trình là chọi những cái quả gốc két rồi. Đâu, mình sẽ gắn kỹ năng này vào mới được. Đây, mình có rocket trong người sẵn đúng không? À nhầm, canon chứ nhầm. Mình phải cầm trên tay luôn à. Quên mất, lâu quá. Lâu quá không dùng cái là bị lục nghề rồi. Với cả là mình sẽ chăm chỉ dùng haki quan sát coi. Nhiều khi mình dùng haki quan sát cũng gián tiếp giúp mình kiểu như là có cơ hội mở khóa thêm những cái loại haki mới nữa. Ôi, mà giờ mới để ý là dưới cái thuyền của mình cũng nhiều quá giật phết. Này, zombie các thứ đồ dưới thuyền mình cả đống luôn. Mặc dù là mình đã thắp thêm đuốc rồi, nhưng mà không hiểu tại sao. Chắc có vẻ là phía bên trong này vẫn còn những cái khoang trống nè. Ồ, chính xác rồi, hèn gì. Ôi, thôi kệ thôi thầy. Mắt không thấy, tai không nghe là không có sợ ha. Mặc dù nghe khá là rõ luôn á. Thôi kệ, giả bộ không nghe đi á. Rồi bây giờ thì mình sẽ lên đường để chúng ta đi tìm cánh cổng kết thúc. Vì hôm nay mình muốn thử sức chinh phục cái con rồng Ender bằng cái sức mạnh của trái Goro Goro Nomi coi. Coi nó có thể kết liễu được rồng Ender trong một kỹ năng hay không. Hôm qua là mình đánh Boss Wither trong một hit 1 á. Còn với rồng thì mình chưa có test thử nên hôm nay cùng mình test nhé. Phóng thử coi. Mình sẽ đi về hướng bên đây. Mới con mắt đầu tiên mà đã bị bể rồi. Trời ơi, xui vậy. Hôm nay có điềm rồi đó. Hồi nãy mở rương trái quỷ thì bị trùng hết 5 trái. Rồi bây giờ mới phóng con mắt Ender đầu tiên thì bị bể luôn rồi. Toan thật sự. Mình sẽ biến hình thành cái dạng này cái đã. Để mình bay cho nó nhanh ha. Đó, biến thành dạng này thì đi cho nó tiết kiệm thời gian. Mê hoặc hả? Không quan tâm. Tin chứ. Tin tất là được.
Kìa con mắt thứ hai cũng bể nốt luôn. Thiệt nay có điểm chắc luôn rồi. A few moments later. Ê? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tới rồi đúng không? Oh. Tới rồi, tính ra nó cũng khá là gần nhà mình luôn. Quay được á nhờ. Giờ thì chúng ta sẽ từ từ đi vào cái stronghold ha. Thời tới, không ngờ là nó lại gần nhà mình như vậy. Đây rồi, đây là căn phòng nào đây? Ồ, vừa đủ luôn. Được nha, vừa khít luôn này. Hợp lý, giờ thì còn thiếu cái gì nữa không? Mình chuẩn bị cho đầy đủ đi, để qua đó chúng ta còn đánh rồng nữa. Sơ bộ đồ đạc cũng đầy đủ rồi nè. Kỹ năng thì mình sẽ gắn vào kỹ năng mạnh nhất của mình nè. Thêm một cái kỹ năng tấn công tầm xa nữa, là kỹ năng Von Vary này. Rồi, thêm một kỹ năng nữa đi. Thêm một kỹ năng tấn công tầm xa nữa nha. Là, thêm một kỹ năng để mình bay lên. Đúng rồi, kỹ năng bay lên để chúng ta phá những cái pha lê kết thúc. Hợp lý. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa, xử lý con rồng đó thôi. Hơi căng nha. Đầu tiên là bay vô đất liền trước nè. Sau đó mình sẽ bay lên trên để chúng ta phá. Mình dùng cái kỹ năng tấn công tầm xa của mình. Ôi, nó không thể phá hủy được quả cái pha lê à. Mình không thể phá hủy được pha lê bằng cái kỹ năng kiểu như quả cầu điện này, quả cầu sấm này ha. Wow, ra là vậy. Rồi giờ thì mình sẽ dùng cái tay của mình để mình phá hủy cái pha lê cũng được, không sao hết. Nói chung thì nhờ có ghép bô với lại kỹ năng tốc biến từ năng lực trái Goro thì mình phá những cái pha lê này khá là nhanh ha. Trong chốc lát thì mình đã phá được phân nửa rồi cơ. Giờ thì còn cái bên kia. Đây một cái. Ồ, mình phá pha lê không mà con rồng cũng mất nửa máu rồi. Quá khủng khiếp luôn. Nhưng mà có một cái đặc điểm là mặc dù mình là hệ Logia nhưng mà cái hơi thở của rồng vẫn có thể gây được sát thương cho mình nha. Quầy, căng à. Tính ra con rồng cũng không phải dạng vừa đâu á. Không đùa được với rồng nha. Rồi qua đây phá thêm một cái này và cái đằng kia nữa là chúng ta xong cái việc phá pha lê à. Đây phá nốt cái này nữa là xong rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử test sức mạnh của cái trái Goronome bằng cách biến thành dạng hơi bụng phệ này ha. Sau đó mình sẽ kích hoạt kỹ năng mạnh nhất của mình ngay chính giữa của cái chỗ con rồng đáp xuống nè. Không biết là có đúng lúc con rồng đáp xuống hay không nữa. Rồi hụt rồi. Ui hụt rồi. Tiếc vậy. Kỹ năng mạnh nhất mình đã xài hụt mất rồi. Giờ phải đợi cho skill hồi lại ha. Rồi chúng ta sẽ dùng tiếp thêm một lần nữa xem như thế nào. Mình sẽ kích hoạt kỹ năng cú đấm cực mạnh từ cái phong cách chiến đấu của mình. Sau đó mình sẽ thử bay lên và áp sát con rồng này coi mình có đấm con rồng được không. Ui, nó bay nhanh chưa cơ. Cú đấm cực mạnh. Ui, đi đâu. Tóc biến chặn đầu nó luôn nè. Nó bay hoài nó không cho mình đấm luôn nó luôn này. Chạy đi đâu con rồng kia. Chạy đi đâu. Cú đấm cực mạnh. Ui, đấm hụt rồi. Chết tiệt. À quên nữa ta. Mình có thể biến thành hình dạng thần mà. Đúng rồi. Mình sẽ bay lên mình tìm con rồng và mình đấm con rồng ha. Đứng lại. Ui, nó chuẩn bị đáp xuống. Kỹ năng cực mạnh của mình. Người đáp xuống đi, tàn đời người rồi. Mình sẽ nhắm xuống như này ha. Cho con rồng ném cái kỹ năng cực mạnh của mình trước cái đã. Này thì rồng nè. Rồng miễn nhiễm sao? What the heck? Mình sẽ sử dụng phong cách chiến đấu của mình để mình đấm con rồng. Oh my god. Rồng miễn nhiễm hoàn toàn với siêu năng lực của mình luôn. Đó là điều mà mình không thể ngờ tới. Kỹ năng mạnh nhất của mình mà không có tác dụng. Đổi sang kỹ năng mạnh nhì coi.
kỹ năng Sango này mạnh nhì của mình đó. À, kỹ năng Sango thì có thể tác động lên rồng nữa. Được quá ta, mình sẽ đấm vô đầu của rồng ha. Quá nhanh cũng bọn đi. Ui, rồng bay mất rồi. Trời ơi, bất ngờ chưa? Rồng kiểu bất ngờ chưa ông già? Sao mà đỡ được? Trời ơi, chát quỷ mà mình đánh giá là mạnh nhất từ đầu tới giờ mà mình sở hữu lại bị rồng cắt chế trong một nốt nhạc thôi. Quê thiệt sự. Không sao, mình vẫn còn nhiều kỹ năng lắm. Đây, chẳng hạn như là kỹ năng này. Chuẩn bị nè, rồng đáp xuống nè, mình sẽ cho tia sét cực mạnh đánh xuống á. Nó sao mà đỡ nổi? Bất ngờ chưa rồng? Bất ngờ chưa rồng? Ôi da, ôi da. Biến về dạng thường mới được. Đấm vô đầu rồng. Này thì rồng nè. Dám khắc chế tuyệt chiêu mạnh nhất của mình hả? Cái giá phải trả đó. Wow, mà phải công nhận rồng Ender đỉnh thiệt á. Cái skill mạnh nhất của mình thì khắc chế được, nhưng mà mấy skill yếu hơn thì không có né được ha. Phải như vậy chứ. Rồi, giờ mình sẽ hết kinh nghiệm để một tí nữa mình về nhà mình cường hóa đồ. Cường hóa cái... Oh, cái này sửa xong luôn rồi nè. Oh, sửa được cái Tome Room của mình rồi. Oh, Ngoài ra mình còn tìm được một cái phiến Bonelip nè. Ui. Mình tìm được một cái phiến văn tự cổ đầu tiên nè. Cái này nó ghi xí xô xí xào vậy nè, mà mình không có dịch được. Wow, hơi bị đỉnh nha. Check in với cái phiến đá cổ này mới được. Từ từ, đợi mình xíu, mình bay lên cái nè. Mình bay lên mình check in với cái phiến đá cổ này cái ha. Đâu phải dễ dàng gặp được cái phiến này đâu. Chụp hình check in liền. Rồi, chụp hình cái. Ôi giời ơi, hơi bị quách salad nha. Ngoài ra thì chúng ta còn có được một cái trứng rồng Ender ở đây nữa nè. Để mình lấy cái trứng rồng này cái đó. Đâu rồi, đây, trứng rồng ở dưới này. Đánh rồng Ender là phải lấy trứng rồng về ha, giống như là chiến lợi phẩm vậy. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi qua những cái cánh cổng kế bên để chúng ta tìm thành phố kết thúc ha. Biết đâu bất ngờ, trong thành phố kết thúc lại cho mình những cái rương trái quỷ thì sao? À, mình có 4 ngọc Ender nè. Được luôn. Mình sẽ lên đó mình phóng cái ngọc Ender cái ha. Bay lên. Phóng ngọc Ender qua đây. Rồi, mình dịch chuyển tới đâu đây? Ồ, may quá. Dịch chuyển cũng khá là gần thôi. À, mà sẵn tiện lúc này thì mình sẽ chăm chỉ chiến đấu mới được. Đúng rồi, mình phải chiến đấu nhiều lên. Với hy vọng là mình sẽ mở được cái Haki vũ trang ha. Cố lên nào. Đây rồi. Thành phố bự hay không? Ui, ouch. Ui, trời, từ từ, đừng vội. Đúng lúc nó hết cái hiệu lực của cái dạng biến hình nữa chứ. Ồ, cái này cái thành phố vừa à, nó không có cái thuyền rồi. Thành phố hơi nhỏ nha. Không quá to đâu. Ok, để bây giờ mình sẽ gắn kỹ năng teleport của mình cái đã. Tốc biến tức thời của mình vô. Để có gì mình còn tốc biến qua bên đó nữa. Ý, trời ơi. Tốc biến gì là có ngày đi nha. Hơi ẩu rồi đó. Ồ, nó có thuyền. Được nhờ, cái thành phố này được đấy. Có thuyền nha. Và mình đang bật Haki quan sát, thế nên là mình sẽ biết được những chỗ nào có con Suker để mình né ra ha. Cũng khá là tiện. Đây, mình sẽ tốc biến lên đây. Đó, mình sẽ kiếm chỗ nào có rương coi. Không biết Haki quan sát nó có nhìn thấy cái rương không ta. Ủa, cái này cái rương hay con Suker vậy nha. Ồ, con Suker. Oh no. Cái rương. Có vẻ là cái Haki quan sát này chỉ nhìn thấy được những cái sinh vật thôi, chứ không nhìn thấy những cái đồ vật ha. Nè, rương trong cái thành phố kết thúc nhiều đồ cực luôn. Tha hồ cho mình loot này. Ôi, cúp sửa chữa luôn chứ. Đúng, mình đang thiếu cây cúp sửa chữa luôn. Xin. Ở đây có rương rồi, chắc là trên kia cũng sẽ có rương á. Bay qua đó, tốc biến qua. Cái trái guru này là hơi bị thích hợp để đi khám phá công trình nha. Rồi, mình sẽ xuống dưới này. Ouch. Đi ra chỗ khác con Suker. Con Suker đi ra chỗ khác. Cản trở giao thông. Đấm cho lật người luôn. Rồi, có gì nào?
Có gấu bông à. Hiện tại thì mình loot được 3 căn phòng có rương rồi. À, cái thành phố này cũng chỉ có 3 căn phòng có rương thôi. Nên bây giờ mình sẽ chuyển sang loot cái con tàu ha. Đây đây, đồ xịn là nó nằm ở trong này nè. Con Suker đi ra. Đi ra chỗ khác. Để coi coi. Nói xịn thì cũng không xịn lắm đâu. Ủa, nó còn bèo hơn ở trong kia nữa. Được có mỗi cái nón sửa chữa là tốt này. Tính ra cũng không xịn lắm đâu nha. Ok, cái thành phố đầu... quên, cái cánh cứng. Đi khám phá thành phố là phải lấy cái cánh cứng về chứ. Sao mà bỏ được. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ đi thử thêm một đoạn nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được một cái thành phố nó giàu có hơn á. Chứ cái thành phố này thì nó không có thực sự quá là giàu đâu. Đi rồi. Nãy giờ mình thấy cái thanh máu của Sanji nhưng mà tìm mãi mới thấy được nè. Cho mấy con thanh niên này láo vậy. Trời ơi, dám tấn công Sanji luôn. Lần trước thì chúng ta đã gặp được Tony Chopper rồi, bây giờ còn gặp cả Sanji nữa. Uầy, ngầu chưa cơ. Miệng thì đang ngậm đứa thuốc kìa, nhưng mà hút thuốc không tốt cho sức khỏe nha. Hay là bây giờ mình sẽ bắt Sanji về cái con tàu của mình nha. Tại vì hiện tại tàu mình đang thiếu một người, kiểu như là tiêu diệt những con quái vật nó lén phén trên tàu á. Hợp lý nha. Quyết định vậy đi. Giờ thì mình sẽ bắt Sanji về để làm thành viên trong trên con tàu của mình là hợp lý luôn nè. Biết đâu trong thời gian sắp tới mình còn có thể gặp được Luffy hoặc là Chopper, rồi cái anh người máy Franky nữa chứ. Rút rồi nè. Nói chung là còn rất là nhiều thành viên trong băng mũ rơm mà mình có thể gặp khi mà đi khám phá. Này thì dám đánh thành viên mới của mình hả? Đừng có đụng vô nha. Rồi giờ thì mình sẽ ẩm Sanji về thôi. Nhưng mà có điều Sanji hơi nặng nha. Hơi nặng á. Rồi giờ thì biến thành dạng thần để bay về nhà cho nó nhanh ha. Vậy thôi. Ủa sư phụ, các thứ đồ đâu ta? Ơ kìa, sao mình về nhà không thấy sư phụ hay ai ở nhà vậy? What the heck. Ui hơi sợ nha. Ê, đi ngủ. Tại vì bây giờ á, quái vật nó hay xuất hiện trên thuyền mình lắm. Nhất là ban đêm nên mình phải ngủ sớm mới được. Ủa nhưng mà sư phụ đâu hết rồi? Ủa, what the heck. Ôi mình mới đi có tí xíu mà về. Ouch, có con quái vật này. Ôi mình mới đi có tí xíu mà về cái sư phụ các thứ đều đi hết rồi hả? Ôi no. Không. Rồi luôn, cái con thuyền này. Mình dời qua đây sống là để có một cái không gian rộng hơn cho mình và cái sư phụ ở, nhưng mà không như mình nghĩ rồi. Họ bỏ mình đi hết rồi. Buồn thiệt chứ. Tưởng đâu nơi ở mới chắc sẽ vui lắm, ai dè toàn là những những chuyện buồn thôi. Có dưới này không? Sư phụ cũng không có ở dưới này luôn. Thôi xong rồi. Bữa nay mình là lọc sad boy rồi. Mới vô mở rương trái quỷ là mình thấy nó bất ổn, là thấy có điềm rồi đó. Ok, thôi tạm thời gác qua chuyện buồn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi luyện Haki của mình ha. Hôm nay chúng ta phải cố gắng luyện Haki. Cái gì ta, cái Haki mà vũ trang gắn vào tay mới được. Đổi sang phong cách chiến đấu bằng tay nè. Ít nhất là phải có cái tay bọc Haki ha. À mà quên nữa, lần trước thì mình chưa có dịp ăn cái trái Ito Ito no Mi. Đây là trái của một cái thanh niên rất là cộm cán trong thế giới vua hải tặc. Đó chính là Doflamingo ha. Thế nên mình sẽ ăn thử liền cái trái Ito này để chúng ta đi luyện Haki trong ngày hôm nay coi. Biết đâu với cái trái Ito thì mình có thể kiểu như là tăng cái tốc độ luyện thôi Haki lên thì sao. Và cái trái Ito này thì có tới tổng cộng là 3, 4, ôi dồi, nhiều thế. Có 8 kỹ năng khác nhau luôn nha. Wow, nhiều thiệt sự, mình thích những trái như vậy. Cứ nhiều kỹ năng là hơi bị thích rồi. Nhưng mà ở đây biển không à, không có dễ test được á. Nên chúng ta sẽ lấy một cái bè rồi sau đó ra khơi và test cho nó dễ ha. Ủa, đây rồi. Ôi trời ơi sư phụ. Ồ, nãy giờ sư phụ núp ở bên hông của cái tàu.
Làm nãy giờ mình tìm muốn xỉu luôn. Ôi, còn có thư truy nã luôn kìa. Trời, thư truy nã có Tâm nha, ship tận nhà luôn. Được được, đã có Tâm ship tới nhà thì mình sẽ có Tâm mở luôn nha. Mình sẽ treo cái tấm thư truy nã trên thuyền của mình đây. Ngay đây. Ý, sau khi ăn cái trái Goro á thì mình đã tăng cái mức truy nã lên đáng kể ha. Được quá ta, bây giờ là 94.000 rồi. Bây giờ mình vừa ăn thêm cái trái kiểu như là Ito Ito no Mi nữa. Biết đâu ăn cái trái này xong mình đạt được cột mốc 100.000 luôn hay sao. Phải như vậy, phải như vậy. Thôi, giờ thì chắc lên đường á. À, mình sẽ đi về hướng bên này đi. Hướng về đất liền một xíu nè, cho dễ khám phá ha. Bây giờ mình giống như là Spider-Man vậy á. Trái Ito này nó cho phép mình kiểu đu tơ nhện rất là dữ luôn nha. Wow, hay thiệt. Được, được, được. Rồi, mình sẽ test nốt mấy kỹ năng còn lại được một xíu mình còn dùng trong việc chiến đấu nữa nè. Ủa? Sao kỹ năng thứ hai mình không dùng được ta? Khi mà bị trúng kỹ năng này thì cái địch sẽ bị bất động luôn. Đó. Wow, hay thiệt. Để cái địch bất động rồi chúng ta sẽ tấn công thử coi. Wow, bắn tơ nhện này. Nói chung cái trái Ito này sức mạnh cũng không phải dạng vừa đâu. Khủng lắm, vừa có khống chế, vừa có kỹ năng di chuyển mà vừa tấn công tầm xa được luôn. Khá là hoàn hảo. Để mình canh mình bắn cái con dung ở sa mạc coi. Ngon, nó nhú lên cái mình bắn nó liền á. Ôi dạ. Này thì dung sa mạc. Này thì dung sa mạc. Đó. Không bắn thì thôi, bắn trúng một cái là lụm liền. Cực mạnh luôn. Và cái này nó, cái tầm của nó rất là xa nữa nha. Đấy. Wow, mình ăn trái quỷ này xong mình lại tăng thêm một mớ sức mạnh rồi. Kỹ năng tiếp theo là gì ạ? Kỹ năng tiếp theo là mình sẽ cho một ít tơ trên trời tấn công xuống dưới đất ha, gây một lượng lớn sát thương luôn. Đây rồi, thêm một trái tấn công cực mạnh rồi. Đó. Kiểu này thì tới công chuyện mấy cái tàu hải quân với mình rồi ha. Gần đây có con rồng, để mình test trên con rồng đi. Đâu rồi ta, nó bay. À, nó đi ngủ bờ ngủ bụi. Được, con rồng ngủ bờ ngủ bụi chứ gì. Xử lý con rồng. Sợ chứ cứng. Cho nó ném mùi kỹ năng cực mạnh nè. À, vẫn không xí nhé. Quay tính ra con rồng này khỏe phết. Nhưng mà không sao, mình sẽ cho nó ăn liên quan cái phát đạn bằng nhện, tơ nhện của mình ha. Kiểu gì nó cũng đi thôi. Lợi thế của trái này là cái kỹ năng hồi của nó hồi khá là nhanh nha. Mình có thể spam cái kỹ năng bắn tơ nhện nè một cách rất là thoải mái luôn. Hay thiệt. Rồi, sơ qua đó là 4 kỹ năng đầu tiên của trái Ito Ito no Mi. Tiếp theo mình sẽ test 4 kỹ năng còn lại của nó ha. Có vẻ đây là 4 cái tuyệt chiêu cuối của cái trái này nè, nên mình phải test kỹ mới được. Với kỹ năng thứ 5 thì sao? What? Kỹ năng thứ 5 nó có thể tấn công trên một cái đường thẳng và còn tạo ra một cái hiệu ứng lửa nữa cơ. Thử coi. Này, đội trưởng hải quân thì chỉ cần ăn một hit là đi hả? Sức mạnh rất là ghê gớm nha. Wow, trái này rất là đáng gờm á. Kỹ năng tiếp theo của mình là, à, mình sẽ tạo ra một cái khiên bằng tơ nhện. Khiên tơ nhện nha. Xỉn. Bắn đi cưng. Thách các người bắn xuyên cái lớp tơ này đấy. Nó bắn có trúng mình đấy, nhưng mà nó không gây được sát thương cho mình ha. Rất là hay luôn. Rồi, đến với kỹ năng thứ 7 nè. Kỹ năng thứ 7 này là lòng nhện. Ui, nhìn cái cách xây này mình lại nhớ tới cái trái ác quỷ OB no Mi. Khá là giống căn phòng luôn nha. Nhưng mà cái căn phòng này bằng tơ nhện và, ôi, nó gây một đường lớn sát thương khi mà mình đụng vào nha. Không đùa, căn phòng này đụng vô là ngẫm củ tỏi đấy. Không có giỡn nữa đâu. Kìa, con xương đi đụng vô đây một xíu. Đó. Nó chỉ cần đi đụng vô thôi nè, mất máu liền. Ui, nhưng mà trong căn phòng này rối mắt quá. Để mình dùng kỹ năng cuối cùng coi. Tuyệt chiêu cuối của mình nè. Tuyệt chiêu cuối đó chính là tạo ra một cái bản thể kìa. Quay đi coi bản thể của mình làm việc như nào đây.
Coi đánh nhau. Wow, sao yếu vậy? Trời ơi, bản thể của mình mà yếu quá. Ờ, mình mà tính ra mình cũng yếu mà ta, mình cũng có mạnh đâu. Quên đó. quên. Đúng rồi, làm việc đi bản thể. Ồ, được nha. Còn bây giờ là khi thực chiến nè. Ồ, dạ, 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 con này đi gạch gạch. Trời. What the heck. Với một phát đạn bằng tơ nhện thôi mà mình có thể đánh bại được một con lăng quăng biển rồi. Quá khủng khiếp. Sắp tới mình mà học thêm được Haki dùng trái này nữa thì úi rồi ôi luôn. Siêu siêu mạnh luôn nha. Hợp lý thật sự. Ôi, cái gì? Ôi trời. Căng vậy. Ăn viên đạn tơ của mình đi. Đó. Bây giờ mấy thanh niên mà đội trưởng nó trâu tới mức mà ăn một viên đạn bằng tơ từ trái Ito mà không si nhê kìa. Láo thiệt. Này thì không ha, si nhê nè. Cho ăn roi liền. Hư là mình sẽ cho ăn roi ha. Rồi lấy cái bình rượu đi. Ok, làm ngụm rượu cho tỉnh người rồi chúng ta đi khám phá tiếp ha. Có rượu quýnh mới sung được. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua những con tàu kế bên ha. Có vẻ là vùng biển này toàn là tàu hải quân thôi. Muốn tìm một con tàu hải tặc khá là khó luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ áp sát và dùng cái cọng dây để mở một cái lối đi vào bên trong con tàu ha. Cho nó dễ. Rồi đi vô trong luôn. Dạ, chỗ này bị chặn là. Rồi, vô trong. Đấy. Trái quỷ này có cái cọng dây, có skill quăng cọng dây lửa. Khá là tiện lợi luôn á. Rồi, sau đó thì mình sẽ vô trong này. Và chúng ta đánh đòn mấy thanh niên mà dám chống cự ha. Đội trưởng ha. Đội trưởng hư nè. Hư là cho ăn roi. Hư là mình cho ăn roi liền. Đó, đâu chưa? Xài toàn skill mạnh vô người thôi nhưng mà không si nhê này. Ồ, một cái rương gỗ. Một rương gỗ đầu tiên trong ngày ha. Ừ mà các người đánh ta đi để ta lên Haki nào. Thiệt luôn á. Mấy thanh niên này không đánh mình mà biết chừng nào mình mới học được Haki thành công đây. Đánh đi. Nè, đánh ta đi. Đánh đi nào. Ui chê à. Không đánh thì để ta đánh các người. Thiệt luôn tới hồi. Chỉ có mấy thanh niên mà hải quân hoặc là hải tặc tay to mặt bự thì mới dám đánh mình thôi. Chứ mấy cái tên lính ác này là không có dám đánh mình ha. Khá là rén mình luôn. Ồ, bởi vì mạnh quá cũng vậy á. Mày cầm mồm đi. Ồ, nhưng mà chắc mình sẽ hạn chế dùng cái kỹ năng cái roi lửa này quá. Kỹ năng cái roi lửa này mạnh thì có mạnh đó nhưng mà nó sẽ gây cháy. Mà khi cháy như vậy thì nó sẽ rất là lắc máy của mình luôn. Trời đất ơi. Lắc kinh khủng khiếp á. Ừ, mà bây giờ mình có cách này, đánh chiếm tàu nó khá là nhàn hơn nè. Đó chính là khi mình áp sát rồi đúng không? Mình sẽ tạo ra các bản thể để cho bản thể mình đánh nhau với mấy cái tên hải quân đi. Còn công việc của mình chỉ là đi vô lút rương thôi, rồi sau đó mình đi ra. Ừa nhờ. Như vậy thì có vẻ nhàn hơn không? Được được, hợp lý, cách đó hay. Còn bây giờ thì để mình áp sát vô cái con thuyền này cái đó. Từ nha, hơi căng nha. Bay lên. Rồi, áp sát rồi, tạo ra. Ờ, người ta chưa có đánh mà chạy rồi. Chơi mà chơi chạy hả? Dám chạy. Này thì chạy nè. Ông tiếp đón người ta. À, chạy hả? Ai cho ngươi chạy? Mình hiền khô luôn, mình gặp mình không có đánh luôn á. Mình hiền khô mà mình gặp không có đánh luôn á. Vậy mà nó làm nào xanh lá mình. Ấy ghét. Thôi, đi tiếp nào. Xanh lá thì... À, còn mình phát hiện vài tên xanh lá mình nè. Xanh lá chứ gì? Hư là cho đòn roi liền. Dám hư hả? Ở đây vẫn còn tàu nha. Và có vẻ đây là cái tàu của mấy cái thanh niên mà kiểu như là sao ta? Hải tặc mà cầm cái đại bác thứ dữ á. Tàu này cũng hơi căng đấy. Nhưng mà với cái bản thể của mình thì liệu rằng có chinh phục được cái tàu này hay không? Mình sẽ làm một cái thí nghiệm thử ha. Mình sẽ thử cho bản thể của mình chiến đấu thôi. Rồi, vô đi. Bản thể làm việc đi. Nó để coi bản thể mình solo nè. Cà phê mạnh dữ. Được, bản thể mình làm việc được á. Hốp đồ. Còn tầng dưới nữa. Ôi sao bản thể không đi xuống dưới nha. Ouch. Ây da. Cái thanh niên này thứ dữ. Đi về chỗ khác. Go, đi rồi, cái tên mình nói đi rồi. Đừng manh động. Sắp, bể thuyền, đừng mà.
Trời đất, này thì láo tét. Ui hết ở trước rồi, giờ tới sau lưng nữa. Đập lông số bón lẻ. Ui dồi ôi, đó thấy chưa. Nó cầm ca nông mà nó bắn đụng 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 như vậy đó, lủng thuyền luôn rồi nè. Sao mà đỡ được. Ui mày thế mày mà mình không có lọt xuống nước nha. Mình lọt xuống nước là phải đó mệt mỏi vậy đó. Không phải một mình lọt đâu. Mà bản thể mình cũng lọt teo á. Hơi bị căng thẳng luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lên thuyền và đi tiếp thôi nào. Hôm nay chưa có đủ chỉ tiêu á. Mới được có hai cái rương trái quỷ thôi. Kìa. Mấy con gà vô văn hóa kìa. Lý do mình gọi nó là gà vô văn hóa để một bây giờ mình áp sát vô cho các bạn thấy cái sự vô văn hóa của nó. Không phải khi không mà nó có tên là gà vô văn hóa đâu. Này này, chuẩn bị thấy sự vô văn hóa của nó nè. Này thắng thiện vậy. Đâu đâu, ui. Thì ra các ngươi chọn cái chết. Đi đâu? À, con này định chuồn á. Đâu phải chuồn là dễ đâu cưng. Bay hả? Chẳng tiếc. Này thì bay. Mình sẽ cho nó ăn đòn roi. Ăn đòn roi nè, thành chim nướng liền. Chạy hả? Bay đi đâu? Mình bay theo mình đấm hắn. Con chim này mới được. Chim hư hỏng. Đâu rồi? Con chim hư hỏng. Đó. Thấy cái sự vô văn hóa của nó chưa? Mỗi lần nó gặp mình, nó sẽ bứt lông để nó chọi mình. Và nó chọi mạnh tới mức mà chìm luôn cái thuyền của mình mà. À không, cái bè thôi. Mình chỉ có đúng cái bè thôi mà nó bứt lông cái nó chọi cái là bể liền. Rất là nguy hiểm ha. Nên mà khi chúng ta đi khám phá, nhỡ mà có gặp con chim đó thì nên né ra một tí. Rồi, và đây là nhà của ai vậy? Trời ơi, cái này ngủ chắc mát lắm mà nha. Ôi nhưng mà ngủ có nào thức dậy lọt xuống dưới cái hồ không? Nhìn cái lều này nhìn cũng khá là chill đấy, ngồi câu cá chắc hợp lý ha. Ồ bên đây cũng có thêm một cái nữa nè. Tính ra cái vùng đầm lầy này nhiều cái lều cực. Mà không thấy có người ở nha. Hơi lạ. Rồi luôn, mình biết rồi. Thầy ra sư phụ nhảy xuống dưới này để đi tắm à. Bảo sao lúc đầu mình tìm vòng vòng không thấy đủ sư phụ là vậy rồi. Một người thì núp ở bên hông thuyền, một người thì nhảy xuống dưới biển tắm. Chắc mình phải xây một cái hồ, cái bồn tắm ở trong cái thuyền quá. Chứ để tối ngày nhảy xuống dưới biển tắm như vậy là hỏng rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ về nhà, tổng kết trong ngày hôm nay ha. Nói chung thì hôm nay chúng ta đã có được một mức tri nã mới tương đối là ok nè. Đồng thời thì mình cũng trải nghiệm được sức mạnh của một nhân vật rất là cộng cán trong thế giới vua hải tặc, đó chính là Doflamingo, từ trái quỷ Ito Itonomi. Trong thời gian sắp tới thì mình mong là chúng ta có thể kiểu như là sớm học được cái loại Haki. Ôi, khoan. Mình học được cái Haki mới rồi. Đây là Haki quan sát cấp cao hay sao nè. Nhìn trước tương lai. Ô, cái Haki này là sao đây? Ôi, mình không ngờ mình lại mở khóa được Haki nhìn trước tương lai trong ngày hôm nay nè. Trời ơi, học cái luyện cái này mà học được cái kia chứ. Hơi sai nha. Nhưng mà đó, hôm nay mình đã học được một loại Haki mới rồi. Chắc không lâu đâu chúng ta sẽ sớm học được cái loại Haki vũ trang bọc vô cánh tay hoặc là toàn cơ thể sớm thôi. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến phiêu lưu kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.